chào các bạn, mình tên là Philip. Cái phải phải làm mùi rồi, rất quá cao. Ok, hello, chào các bạn. Buon dia, famiglia. Tutto bene, bene. Sì, sì, sì. Sì. Yeah, vamos a entrare dentro, né, bene. Sì. Hôm nay mình sẽ đến nhà thờ trong bản Bô Tà đây. Ở đây để có bác trưởng bản này, bác phụ trách nhà thờ này, cùng với cả mọi người. Thì như hôm trước mình cũng đã nói rồi là bây giờ sẽ đến để hỗ trợ mọi người. Như chỗ này là bị dột nè bạn, chỗ này là mưa nó bị dột ở đây. Vậy thì agora nào em lên chào mọi người. Mama, entra aquí. Mamá. Yeah. Yeah, ma è aquele dia o catequista che leva tudo vem no fazenda para trabalho. Sì. E precisa para ajudar a comprar cadeira. Sì. Yeah. Agora hoje eu chegar aqui com a soba e catequista com todo o povo. Sì. Vamos avisar. Nós vai ajudar a comprar tudo cadeira novo. Eu vou comprar tipo 40 cadeira aqui. Yeah, e uma mesa bonito, sim. Mais comprido. Sim. Vamos trocar chapa novo. Sim. E vamos meter aqui vai ter um cruz. Sim. Esse esse lado é ma que a toata de mai maré, assim tudo. Sim, esse é a tata de Jesus, o Mãe Maria, essa altura assim, muito grande. Sim, sim. Yeah, vou ir comprar no Guambo, vamos trazer aqui. Também. Yeah. Então hoje que? Hoje é quinta, né? Sim. Então desça esse para domingo. Domingo, essa semana, você vamos rezar aqui. Também. A segunda-feira, vamos começar a trocar o chapa. Yeah, vamos comprar outro barote bonito, novo. Sim. Para meter de novo, depois vamos colocar chapa novo. Tudo chapa vermelho, igual lá na escola. Sim, sim, vai, agora, mas quando eu aceitar que ajudar para trocar a coisa aqui, para ficar bonito. Sim. E também precisa vocês vai no fazenda para ajudar trabalho também. Sim. Yeah. Porque mamá, e daqui você sabe, você já trabalha muito lá, né? Sim. Yeah. Lá eu tenho muito batata doce. Sim. E depois quando cavar, vamos dividir para a pessoa que vem trabalho. Sim. Yeah. A pessoa que não vem não vai receber isso. Sim. Yeah. Então, segunda, pai, a segunda-feira, vamos preparar homem aqui dentro do dia, que tira a chapa, e vamos tirar esse tudo barote antigo, aquele bom que guardar, tá vendo? Sim. Outro que não tá bom, vamos trocar, tudo novo. Sim.
xin về à cơ đó. Vâng phải là. Gosi e tuocho segunda sera e voleva che lo qui ya o controcalo ci non lo barote e di qua lì e quanta di qua lì e lo chapa di tundago quanta di muevingi segunda sera gosi alume mumlo bimbo gosi tukala kumosi o ci avaringe vate va dopo quello chapa quelli la cape col chapa di muevingi alume va quetu alume capelli con gosi ene segunda sera gosi apa lo tusala ci ti già evala. Porque ahí le usa pulico. Ah, vos y me segunda fera, vos y me tu alumne, tu sala palo. Por el domingo vos veía culo. Vamos a defender la lago. Dite ya llevala. Ya llevala. Ya, yeah, pa, domingo, cuando el povo ven, cuando el povo ven a rezar aquí, vamos a avisar todo el povo para segunda fera de mañana comenzar. Tira. Sí. Yeah. Mamá, mañana va a trabajar, ¿no? Sí. Ya, yeah, mañana va a ir. Sí. Vamos. Ya, yeah, eso hoy, yo solo vengo aquí para avisar. Sí. Y yo voy a comprar cadera. Sí. Es con forma más, más grande. Sí. Y más bajo. Sí. Para cuando usted senta, no cae todo. Ya. Yeah. Depois vamos avançar o trabalho. Sim. Vamos ver como é que é mais. Segunda-feira vamos começar a tirar já a chapa para trocar. Sim. Yeah. Quando a chapa acabar, vamos trazer cadeira novo. Sim. E mesa. Sim. E a imagem do Cruz, Mãe Maria, tudo está aqui. Sim. Yeah. Vamos meter tudo coisa novo para ficar bonito. Sim. Yeah. Tốt cho mọi người. Đấy là nhà thờ này mình sẽ tiến hành vào đây là thay toàn bộ lại mái tôn mới, sau đó thì mua bàn ghế mới, rồi là có mua cả tượng, một bộ tượng to giống như ở trong những cái nhà thờ trước khi mà anh em mình có làm rồi. Đó, trước mắt là sẽ làm như thế đã. Đó, các cô rất là vui mừng. Mamá, agora pode sair, vai já para casa, né? Sim. Vou ir no carpinteiro, aí no baluno, para mandar ele fazer já a cadeira. Sim. Yeah. Eu hoje só venho avisar que vamos trocar chapa e meter cadeira, mesa, novo, tudo. Yeah. Sim, pai. Pois é. Nula, 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 papa, nula, 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 nula,
Dạ vậy, cô xem ra đấy. Familia, amanhã. Sì. Ok các bạn, bây giờ anh em mình sẽ di chuyển ra ngoài thị trấn luôn, chỗ mấy anh thợ mộc để bàn với đặt ghế luôn các bạn. Đặt ghế, đặt bàn luôn và để đặt ghế với cả đặt bàn mới các bạn. Ngày thứ hai thì sẽ bắt đầu tiến hành vào là đi thay mái tôn luôn. Đó, thứ hai thì sẽ đi vào để thay cây cối, xà gồ các thứ, sau đó thì sẽ vào làm. Và toàn bộ cái chỗ mà trong nhà thờ đã này thì sẽ đặt bàn ghế mới này, cùng với cả thay mái tôn. Thì cái phần này là của một em gái xin phép được giấu tên, quê ở Nghệ An. Đó, hôm trước thì em có liên hệ với mình là nhờ mình làm cho cái phần mái tôn rồi là cái bàn ghế ở trong nhà thờ. Còn cái bộ tượng đấy thì như mọi người gọi là bộ tượng ba đấng sinh thành ấy. Thì cái đấy là của một gia đình, một cô chú cũng xin phép được giấu tên ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Cô chú có liên hệ và nhờ mình mua để dâng cái bộ tượng ba đứng lên cho nhà thờ ở trong bản, người dân ở trong bản Bô Tà đây. Đó. Thì cái đấy thì mình cũng đã nhờ anh Ngợi đi liên hệ đặt trước rồi. Khi nào mà toàn bộ mọi thứ mái tôn rồi bàn ghế xong xuôi hết thì mình sẽ đi lấy cái bộ tượng đấy ở trên thành phố về. Đó, thì cái này thì phải lên thành phố mới có, chứ ở dưới chỗ anh em mình không có. Bạn chỗ đấy thì mọi người cũng đã biết là anh em mình đã quay rất nhiều lần khi mà đi mua cái bộ tượng đấy rồi. Ok các bạn, một lát nữa ra đến cái chỗ của mấy anh thợ mộc đấy thì mình sẽ lại tiếp tục quay lại một chút cho mọi người cùng xem khi anh em mình đi đặt ghế. Ok các bạn, đó anh em mình đang ở chỗ xưởng mộc đây. Cái giường này thì trước mình cũng đã mua, mình với anh Đông cũng mua của bác ở đây. Đó. Yeah, pai. Tem esse dia tem cadeira. Se quero mandar fazer. Aquela vez você já queria mandar fazer, depois fazer? Sim, aquele dia não, já não faz mais, mas agora está começando agora. Aí. Sim. Esse cadeira largura tipo igual esse. Assim quanto? $22. Yeah, pode ser assim. Assim comprido? Yeah. Você precisa quantas cadeiras? 40. 40? É. Uhum. Pai, não precisa esse tipo de madeira. Não, yeah, essa aqui não. Yeah, é mesmo. Bây giờ để cho bác tính toán các bạn. Còn đây là cái xưởng mộc của bác ấy. Cửa gỗ, toàn bộ gỗ này là gỗ xịn nha các bạn. Gỗ này là cái gỗ như kiểu là người Việt Nam mình cũng ở bên này cũng ở xưởng mộc cũng làm. Đây là gỗ xịn nha của bác ấy. Đó. Đây cũng thế. Gỗ này là gỗ ở trong rừng bác mua từ trên tỉnh khác mang về. Đây. Essa semana já terminou. Próxima semana vou iniciar. Já para ver. Até no próximo sábado posso terminar. Porque se vou convidar mais uma outra pessoa que vai mais. Sim, tem que chamar outro homem, vem para ajudar. Senão tá demorar. Sim, mas não demora muito. É. Eu sozinho posso fazer 5 cadeiras por dia. É. Primeiro limpar, lixar. Sim, tem que lixar para ficar bonito. Uhum. Então faz tudo esse com pintura, né? Yeah. Agora sim. 4, não, tá bom. Eu tenho que fazer a coisa boa. E agora mesa? Mesa que é grande. Mesa grande. De contra o governo, depois com contra para cá de cima, grande assim. Não precisa muito grande assim, não. Normal. Normal só.
exemplo, é lagura assim, é tipo... Lagura de tenta assim, né? Já. Yeah. Agora comprimento. Comprimento é tipo 1,80m, tá bom? Ah, ou... É mesmo mesa mesmo? Sim. 1,80m é mesmo mesa? Ou 1m, já, 1,60m. Trinta como? 30 mil. Porque eu faço com cadeiras, 6 cadeiras, mas a mesa faz 160. É? 6 cadeiras, aquele que assenta. É. Com mesa completa, faz 160. É. Yeah. Agora se você é mesa, pode ser 30, porque mesa não custa muito fazer. Yeah, pai. Então agora assim um mesa, né? De largura de 70 por 1,60m. Yeah. E agora uma cadeira. Uma cadeira só. Uma cadeira para quê? Padre. Para padre, oh, né? Yeah. Duas igrejas, sim. Pai, sabe do católico o quê? Eu sou daí, eu posso fazer mesmo bom. E agora o mesa, então eu só falar mesa do igreja, então pai já sabe a altura. Ah, é. Já tinha que ser da igreja, pelo menos tem que ser assim. Sim. Yeah. 1,60m. Não. Não, mas... Altura. Altura. 1,20m ou 1,40m. Espera, deixa mesmo assim. Vai, deixa assim. Yeah. Yeah, um metro tá bom. 1 metro tá bom? 1 metro até aqui. Aqui, é? Um metro. 1 metro só. Até cima. Yeah. Porque depois quando o padre senta assim... Agora tem que sentar assim. Yeah. O assento tem que levar 50, meio metro para ele sentar aqui, ficar assim. Sim. Essa cadeira eu consigo, não sei como eu vou fazer. Yeah. Então agora, pai, 40 cadeiras, a quê? Com mesa? Sim. A cadeira, ué? Pai, tem que escrever, vai aqui. Ui. Não tem lapiseira? Tem, pai, tem. Não, bota mal. Aqui vai, meu número, 40 cadeiras. A altura é... Altura 30, né? 30. A altura 30. 30. Vez 20. Vez... Aquele é comprido quanto, pai? O tábua. Deixa, vem aqui para descontar. Não. Esse tem outro que não vai chegar a 2 metros, pai. Esse é 2 metros. Não, esse aqui não. Eu vou lá no que? Vou lá onde vende madeira. Eu vou escolher mesmo tudo 2 metros. Mas não precisa, pai. Agora você... porque esse tábua, esse tipo assim tá bom, né? Sim. Mas aqui tem que diminuir um bocado assim e diminuir um bocado lá. Não pode, não. Então vai ser 1 metro e quê? 1,80m. Ah, é. Se for 1,80m, é isso que você tem aqui? Sim. Ah. Esse tem 2 metros. Vai meter 1,80m. Tá bom. É. Uhum. Aqui tem 2 metros. Sim, aqui vai descontar esse lado para direitar bem. Aquele lado, exemplo, esse aqui não tá direito, tá vendo? Por isso sim, tem que... Direitar bem isso. Eu vou escolher madeira que tá boa. Sim, tá sim. Agora eu vou descontar lá para ficar 1,80m só para cortar lá na ponta. Tá aqui. 30 por 20 por 180. Aí é? Yeah. Agora é uma... mesa e uma cadeira de padre. É mesmo, padre, vou fazer. Yeah. Aqui, eu só confirmar como deixa o número de telefone. Sim. Vou consultar ele, essa hora quando vou almoçar. É. Vou passar lá, depois vou te ligar. Já? Sim. Trazer esse dinheiro. Já? Ok. Então, pai, de ligar para mim, depois vou voltar para entregar já dinheiro. Tá bom. Yeah. Ok các bạn đó, hiện tại thì mình đã nói chuyện xong với bác rồi, là
mình sẽ đặt 40 cái ghế ở trong cái xưởng mộc này của bác này, một cái bàn ở trong nhà thờ này, rồi thêm một cái ghế để cho cha, cho gọi là cho bác phụ trách cái công việc ở trong nhà thờ đó. Ở đấy thì gọi là bác phụ trách công việc trong nhà thờ thôi, còn cha thì là phải ở những cái nhà thờ khác đó, thì là để cho bác ngồi đấy, ví dụ như là giảng đạo rồi là cầu nguyện cho tất cả mọi người vào những ngày cuối tuần đó. Thì hiện tại là đã chốt xong rồi, bây giờ bác nói là bác sẽ gọi thêm một anh thợ nữa đến để nói chuyện, do là cùng bàn bạc xem là khi nào thì có thể bàn giao tất cả mọi thứ cho mình. Sau đó thì đến chiều bác sẽ gọi lại cho mình để mình mang một số tiền đến đây để đặt cọc trước cho bác. Thứ nhất là bác lấy tiền mua vật tư để làm, và cái thứ hai là phải đặt cọc trước. Khi mà mình mà đến đặt một cái số lượng nó quá nhiều như thế mà không đặt cọc thì bác không yên tâm kiểu vậy. Cho nên là bắt buộc là sẽ phải đặt cọc trước. Ok các bạn, thì thôi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc và dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn.